là cơ quan quan trọng của cơ thể, là cửa sổ để chúng ta nhìn ra thế giới xung quanh. Vì vậy, việc chăm sóc và bảo vệ mắt cần được chúng ta quan tâm chú trọng. Bên cạnh các phương pháp vệ sinh mắt thì cung cấp dinh dưỡng cho mắt cũng rất quan trọng. Mỗi bộ phận trên cơ thể chúng ta đều cần một loại dưỡng chất. Với mắt cũng vậy, chúng cũng cần có những nguồn dưỡng chất đặc biệt. Nói đến mắt, chúng ta nghĩ ngay đến vitamin A. Điều này không hề sai vì vitamin A rất cần cho mắt. Tuy nhiên, có không ít người lại có suy nghĩ sai lệch là chỉ vitamin A mới là người bạn song hành của mắt. Và để chăm sóc mắt thì chỉ cần một loại vitamin này thôi là đủ. Suy nghĩ này khiến nhiều người chăm sóc mắt bằng cách uống vitamin A trực tiếp với số lượng thừa thãi mà quên đi các dưỡng chất khác. Trên thực tế, các nghiên cứu dinh dưỡng hiện đại đã chỉ ra rằng vitamin C, vitamin E, beta-carotene là tiền thân của vitamin A và một chất chống oxy hóa gọi là lutein cũng rất tốt cho mắt và có thể giúp giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng trước tuổi. Chứng bệnh này là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người cao tuổi. Ngoài ra, axit béo omega 3 có thể giúp bảo vệ đôi mắt khỏi chứng thoái hóa võng mạc và giảm bớt chứng khô mắt. Thứ nhất ta phải nói là cơ thể là một khối thống nhất. Và cái câu này thì rất nhiều người quên mất, cứ tưởng mắt là mắt, tai là tai, chuyên ngành tai mũi họng. Thật ra nó là một cái sức khỏe chung của một con người. Đấy là một cái câu đầu tiên chúng ta phải nói. Và nói như vậy có nghĩa là cái dinh dưỡng cho con người trên một cái nền tốt, sau đó thì chúng ta có thêm một số các cái cụ thể cho một cái cơ quan nào đấy của cơ thể, đúng không? Hôm nay thì bổ cho mắt, đúng không? Mai học sinh đi thi thì bổ cho ăn cái gì thì tốt cho học sinh đi thi, đúng không? Mùa thi cử. Rồi mùa hè thì ăn cái gì tốt cho sức khỏe. Đấy là những cái thêm vào. Nhưng trên một cái nền cơ bản là phải có một chế độ dinh dưỡng tốt. Trong thế giới tự nhiên, có một số loại thực phẩm chứa đủ các dưỡng chất cần thiết cho mắt. Nghĩa là vừa có vitamin A, vitamin C, vitamin E, omega 3, lutein. Thực phẩm đầu tiên cần kể đến đó là cà rốt. Cà rốt cung cấp vitamin A và tiền thân của nó là beta-carotene. Vitamin A giúp giữ bề mặt của mắt và mí mắt khỏe mạnh. Beta-carotene là một chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào mắt khỏi các tổn thương do ô nhiễm và ánh sáng quá mạnh. Dinh dưỡng cho cái mắt ấy, thì nó cũng như dinh dưỡng cho cơ thể. Mỗi một chất dinh dưỡng thì nó có một cái giá trị riêng của nó. Tôi nói ví dụ protein, nó rất cần, chất đạm rất cần vì nó là cấu tạo nên các mô. Rồi là thiếu protein dài, trong cái thời gian dài ấy, thì có thể làm cái thị lực nó suy giảm. Thiếu vitamin A, bây giờ chúng ta có cái chương trình phòng chống thiếu vitamin A cho trẻ em đấy, thì nó là một cái yếu tố tạo nên cái sắc tố của thị giác. Rồi độ nhạy của tế bào gậy và tế bào que vân vân, đúng không? Thì nếu thiếu vitamin A thì cái sự nhìn của mắt nó sẽ kém đi và nó sẽ ảnh hưởng còn lâu dài tới những cái bệnh như quáng gà, đúng không? Rồi là các cái sẹo giác mạc vân vân, những cái bệnh về thiếu vitamin A. Trong cà rốt cũng là rất nhiều carotene, đấy chính là vitamin A và nó có lợi cho sự nhìn của mắt. Loại rau thứ hai cần kể đến đó là cải bó xôi. Cải bó xôi còn gọi là rau bina, chứa một lượng lớn lutein, là một chất chống oxy hóa cần thiết cho mắt. Ngoài lutein, rau bina còn chứa sắt, vitamin K, folate. Cơ thể chúng ta cần chất sắt để vận chuyển oxy từ phổi đến tất cả các tế bào trong cơ thể, trong đó có mắt. Vitamin K cần thiết cho sự đông máu. Lutein giúp ngăn ngừa và làm chậm quá trình xơ vữa động mạch,
tốt cho các mạch máu của thị giác. Các cuộc nghiên cứu cũng đã khẳng định rằng những người ăn nhiều rau xanh thẫm như cải bó xôi ít có nguy cơ bị thoái hóa điểm vàng. Đặc biệt, loại rau này hấp thu từ 40 đến 90% các ánh sáng xanh với cường độ mạnh, nên những chất dinh dưỡng này hoạt động như màng bảo vệ đôi mắt của chúng ta. Các nghiên cứu khoa học đã cho thấy, việc ăn các thực phẩm giàu chất lutein sẽ làm gia tăng mật độ sắc tố của tế bào có trong điểm vàng. Mật độ sắc tố của tế bào càng dày đặc thì càng bảo vệ cho võng mạc mắt tốt hơn. Như vậy sẽ làm giảm nguy cơ bị đục thủy tinh thể. Thế rồi là vitamin nhóm B là nguồn dưỡng chủ yếu để mà dẫn truyền thần kinh. Bởi vì nếu thiếu cái dẫn truyền thần kinh thị giác thì tất cả các hình ảnh vào không được dẫn truyền lên não thì làm sao phân tích được. Đúng không? Thế rồi vân vân và vân, và đặc biệt là kẽm thì nó giúp duy trì cái chức năng bình thường của võng mạc. Nếu thiếu kẽm thì ngoài ra kẽm còn có tác dụng là chống các cái nhiễm trùng nho nhỏ ở vùng mắt. Đối với các loại trái cây, đầu tiên phải kể đến đó là dâu tây. Dâu tây chứa nhiều vitamin C, chúng cũng chứa folate. Trong một thử nghiệm lâm sàng lớn được Viện Mắt Quốc gia Mỹ thực hiện, các nhà khoa học sử dụng vitamin C để trị các chứng bệnh lão hóa mắt và cho kết quả rất khả quan. Vitamin C là một chất chống oxy hóa và cơ thể cần nó để giúp các mô liên kết với nhau, giúp các mạch máu khỏe mạnh. Các mô và mạch máu trong mắt cũng cần vitamin C như thế, thậm chí là cần nhiều hơn. Vitamin C thì nó lại có tác dụng là tạo nên cái thủy tinh thể. Bởi vì cái thủy tinh thể chính là cái dịch ở bên trong để mà các cái yếu tố đi qua người ta có thể nhìn được, đúng không? Mà nếu mà cái thủy tinh thể bị đục vân vân thì nó làm khúc xạ nó sai đi. Thế rồi là canxi thì nó tham gia vào cái thành phần cấu tạo nên cái cầu mắt. Quả cam nổi tiếng chứa nhiều vitamin C và kali nên rất tốt cho mắt. Cam cũng chứa chất xơ, canxi và folate. Folate có trong cam và một số hoa quả, rau xanh khác cũng cần thiết cho sự phát triển của phôi thai nói chung và hệ thống thị giác nói riêng trong thời kỳ đầu. Vậy nên phụ nữ có thai hoặc sắp mang thai cần ăn các thức ăn chứa nhiều folate hoặc uống bổ sung acid folic. Trong đó đặc biệt chú trọng đến nước cam để em bé sau này có đôi mắt tinh nhanh. Nhiều người vẫn lầm tưởng chỉ các loại rau củ quả mới cung cấp các dưỡng chất cần thiết. Nhưng trên thực tế, thực phẩm có nguồn gốc động vật cũng rất tốt cho mắt. Loại thực phẩm đầu tiên phải kể đến đó là cá hồi và trứng cá hồi. Cá hồi và trứng của nó chứa lượng axit béo omega 3 nhiều hơn tất cả các loại cá hoặc hải sản khác. Nghiên cứu cho thấy những người có nhiều axit béo omega 3 thì ít bị khô mắt. Chính vì nhiều các axit béo omega 3, omega 6, omega 9 mà các sản phẩm dầu cá luôn là thực phẩm chức năng hữu dụng cho mắt. Những người thường xuyên ăn cá và bổ sung chất béo từ cá thường ít mắc các bệnh về mắt do thành phần DHA trong mỡ cá giúp bảo vệ mắt.
Nếu mà nhìn vào ở trên thì chúng ta nói chắc chắn là phải ăn đa dạng này. Thứ hai là phải ăn đủ chất này. Thứ ba phải chú ý các loại rau xanh này. Vì trong rau xanh ấy thì có vitamin C. Trong rau xanh màu thẫm nữa, màu đỏ, màu vàng thì lại có rất là nhiều vitamin A, tiền vitamin A, caroten. Nó có cái đó này. Thế rồi là phải ăn nhiều các loại cá. Đúng không? Vì cá mà đặc biệt là các loại cá hồi, bây giờ nó hơi đắt nhưng mà các cái cá mà chúng ta vẫn xuất khẩu, đúng không? Cá ba sa nó cũng rất nhiều omega. Ngoài ra, thịt đà điểu cũng rất tốt cho mắt. Vì thịt nạc của đà điểu rất ngon và bổ dưỡng, có thể dùng thay thế cho các loại thịt hàng ngày như thịt bò, gà, lợn trong các món ăn ưa thích khác. Thịt đà điểu cung cấp nhiều chất protein, sắt và kẽm, những thành phần chủ lực để duy trì cho đôi mắt luôn khỏe mạnh. Bởi chất kẽm có trong võng mạc của mắt, nó có chức năng như là enzyme tốt cho mắt. Đối với người bệnh đục thủy tinh thể, lượng kẽm trong võng mạc rất thấp. Do đó, ăn các thực phẩm giàu chất kẽm sẽ là bước đầu tiên trong việc ngăn chặn bệnh đục thủy tinh thể. Tóm lại, theo dinh dưỡng học hiện đại, những thực phẩm có ích cho thị lực cần chứa nhiều các chất như vitamin A, beta carotene, vitamin C, vitamin E, lutein. Để có đôi mắt sáng và khỏe đẹp, chúng ta cần chắc chắn rằng trong chế độ ăn uống hàng ngày đã có đủ các thành phần trên. Ngoài ra, chúng ta còn phải uống nhiều nước, khoảng 1,5 đến 2 lít nước một ngày để giữ độ ẩm cần thiết cho mắt. Bên cạnh đó, việc ngủ đủ thời gian phù hợp với lứa tuổi cũng là cách tốt nhất giữ cho đôi mắt chúng ta luôn trẻ trung, khỏe mạnh và sẵn sàng cho công việc và học tập. Về thực phẩm hại cho mắt thì có lẽ nó sẽ liên quan nhiều là những thực phẩm mà kích thích. Chủ yếu là khi anh đã có một cái nhiễm trùng, đúng không? Sau anh bị kích thích thì cái nguy cơ ấy nó cao. Thì các cái thực phẩm gây kích thích thì ta biết rồi, là tất cả các cái gì mà thuộc với vị quá chua, quá cay, đúng không? Thì những vật phẩm nóng ấy thì chúng ta phải tránh nó một chút. Mắt rất quan trọng cho mọi sinh hoạt bình thường của con người. Vì vậy, trong dân gian đã có câu giàu hai con mắt, khó hai bàn tay. Việc chăm sóc cho mắt luôn sáng rõ là nhu cầu vô cùng cần thiết, mà một trong những biện pháp hiệu quả nhất là bổ sung những loại thực phẩm có công dụng bồi bổ mắt.